thời gian người ta đi xuống nữa chứ. Phải cho thời gian và khoảng cách hả? Để tính vận tốc hả? Giữa với vận tốc, với khoảng cách để cho người ta thời gian đi Hãy xuống. cho em xin thêm thời gian và khoảng cách. Em cần thời gian. Em cần thời gian và khoảng cách để tính vận tốc. Thôi, bớt nói lại đi. Thì hôm nay thì em mới sắm một cái máy camera mới. Không phải là cái GoPro đâu. Cái GoPro thì vẫn xài. Nhưng mà hôm nay thì mới mua cái C7X. Nó là cái camera dành cho anh em làm vlog. Thành ra thì hôm nay mình sẽ test luôn một cái video nó hơi mới chút xíu, tức là nội dung nó hơi mới xíu, nó không phải là chỉ là chạy xe không. Trước đây thì em đã có làm rồi, làm cái nội dung ngày chủ nhật của em á. Nhưng mà do là thấy camera đồ này kia nó không có ok lắm để quay những cái đó, cho nên là mình dời lại. Bây giờ thì đã có camera để quay những cái đó rồi. Thì hôm nay coi như là một cái video quay trở lại với lại cái vlog kiểu đó, để cho anh em đỡ nhàm chán thôi. Chứ thấy chạy xe hoài chắc là anh em cũng chán dữ lắm. Ai không chán chứ, tôi là tôi chán lắm rồi đó. Làm gì chán? Chạy xe hoài. Chạy xe hoài chán hả? Ví dụ như đi đua xe cũng được nè. Đi đua xe hả? Giống như bữa giờ đi đua với Đại Nam đó. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Sao trời nó nóng nóng vậy nè chồng? Trong đâu phải, đâu hết mùa mưa đâu, nó tới mùa bão á. Ghê vậy, hàng chị thấy nó hành hành mà chồng mặc áo sơ mi đó sắn lên luôn rồi đó, mà nó còn nóng nha. Mấy bà ninja nào bà chùm kín mít không biết nha. Như vợ đó chùm kín mít, thấy nóng không? Đi lên cái số gì on off ở trên Nguyễn Trãi á, đi đi chỉ cho ở trên đó nó bán áo gì mà ướt mồ hôi hay gì á mà mặc vô mát á. Nguyễn Trãi hả? Shop tên gì? On on off hả? Coi thử đi. Thích thì đi. Nguyễn Trãi phải không? À, sẵn tiện đi thông báo với anh em luôn là sắp tới đây là em sẽ có nên thông báo giờ luôn không ta? Thôi kệ nói mẹ đi. Thì sắp tới đây thì em sắp mở shop rồi. Em đã quyết định là nghỉ việc ở công ty để có thêm thời gian quay phim, quay vlog rồi mở shop phục vụ cho anh em. Nhiều anh em order hàng nhưng mà có yêu cầu là thôi tới gặp em. Thì nhưng mà nhà mình thì nó cũng hơi khó tìm, thành ra là bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ mở shop luôn. Và trong shop thì sẽ không chỉ bán những cái đồ sản phẩm chăm sóc xe đâu, mà là có những cái đồ chơi xe nữa. Khi nào mà cái trang web nó đã lên rồi thì em sẽ công bố ha, rồi anh em lên đó xem như mình bán những cái mặt hàng gì ha, rồi ủng hộ cho em. On off nè. On off đây. Ủa này, này đồ lót mà. Không, tự nhiên vô thấy đồ lót không? Nó phải đi từ nhỏ tới lớn. Cái này gọi là right balance đó hả? Mà nó có chức năng gì đặc biệt? Nó chức năng đặc biệt của nó là nó thấm mồ hôi rất là nhanh, nó đẩy được hết mồ hôi ra phía ngoài và cơ thể của mình làm cho cơ thể của mình nó thoáng, không bị thấm được mồ hôi vào trong cơ thể mình. Vậy là cái này mặc đi mô tô được nè, mặc đi tour được nè.
Tức là mặc đi tour cả ngày luôn, cũng thấy mát. Cái này là nó khác cái này. Cái hai dòng này đều là thấm hút một chiều hết ha chị ha. Cái này có cổ tim và cổ tròn luôn ạ. Rồi đây là áo anh học đây. Mặc vô đây. 1, 2, 3. À, đây thì mình có cái logo. Mặc lên thì thấy khá là mát anh em. Cũng ok. Mát. Ủa trong này nó đang mát mà. Không, ý là mặc là cảm thấy nó ok hơn áo sơ mi luôn á. Vô thử đi. Ê, mặc rất là ok luôn anh em. Thoải mái vô cùng luôn. Ở đây thì có đồ thoát nữa. À, anh nghe nói có cái dòng Cool Max là dòng nào? À, dạ, dòng này. À, đây là Cool Max đấy hả? Nhẹ, à, ví dụ mình vận động ngoài trời á, đổ mồ hôi càng mát. Càng đổ mồ hôi càng mát. Dạ. Tại vì nhà có ba anh là vận động viên bóng bàn á. À, dạ, cho nên là chắc là sẽ lấy thêm cái này. Mà cái này có nhiều màu. Dạ, rất là nhiều màu. Nếu như mà về mặt không vừa thì có được đổi không? Mình được đổi size trong vòng 7 ngày. Trong vòng 7 ngày, dạ. Ok. Nè, quay từ đây thì quá ok. Nhưng mà đưa xuống đây. Đó, đi tập gym nè. Anh đi tập. Ví dụ mình có chạy bộ ngoài trời, vận động những môn thể thao dùng để ngoài trời á, thì cái dòng mồ hôi rất là thích hợp. Mồ hôi xuyên lỗ nha. Tức là cái này là chuyên cho đi tập, chuyên thể thao. Anh em nào mà chuyên thể thao, gym đồ này kia thì có thể dùng cái này. Còn áo này thì mặc bình thường đi ngoài đường. Áo Ray Balance này thì là 349 ngàn. Mặc đi ngoài đường bình thường. Còn đây là áo Cool Max thì dành cho anh em nào tập gym. Thì áo này là bao nhiêu? Dạ 399. À, 399. Ngoài ra thì ở đây còn có vớ rồi quần lót, áo lót. Ok, quyết định là mặc luôn, tại vì giờ nóng quá, giữa trưa rồi. Đây, đó, mặc luôn. Tại vì thấy mặc ok, mát quá mà. Trưa nắng rồi, mặc cái áo sơ mi kia cũng mệt mỏi. Mặc này cho thoải mái. Cảm giác mặc giống như không mặc á. Nó nhẹ lắm. Đúng rồi, mà bây giờ mặc đang đi giữa trưa nè. Mà mặc vô nó cảm giác nó khác hẳn so với là hồi nãy mặc cái áo sơ mi kia. Áo sơ mi là thường là mặc là do là nó mát á. Nó mát hơn áo thun bình thường. Thì đúng rồi, sơ mi là nó hút mồ hôi. À, cái vải nó vẫn ướt. Tại vì nó ra mồ hôi là nó hút hết vô cái áo á. À, còn cái này giống như là nó sẽ bay hơi rất là nhanh. Ừ, nó bay ra ngoài luôn. Ừ, nó bay mồ hôi ra ngoài luôn. Ờ, nó không có giữ lại cái áo nó ướt mồ hôi á. Ờ, nó sẽ không làm nóng. Áo này đối với những anh em nào mà đi tour á, mà mặc áo giáp này kia á, thì mình cũng đã từng mặc áo giáp rồi. Đi tour đã từng mặc rồi, cực kỳ nóng luôn, cực kỳ nực. Mấy cái áo giáp là các bạn biết rồi. Ninja đó. Ờ, như ninja rồi cũng mệt mỏi với quần áo lên chứ đâu phải giỡn đâu. À, vợ có biết là vừa chạy xe mà vừa móc cứt mũi nó còn nguy hiểm hơn vừa chạy xe mà vừa bấm điện thoại không? Móc cứt mũi là không có dừng lại được. Móc cứt mũi đang phê quá không dừng lại được. Sẵn tiện đây thì mình có 20 phần quà, 20 túi đồ lót dành cho 20 bạn đặt mua sản phẩm ở trên Onop, cái sản phẩm Ray Balance ha. Thì với điều kiện là anh em lên anh em nhập vô cái phần code giảm giá là Anywhereman thì sẽ được giảm, sẽ được tặng cái túi đồ lót đó. Chắc là biết mình. 2000 years later. Nó có những cái lỗ thoáng khí như thế này cho nên là mặt nó sẽ mát mẻ. Đây tặng cho ba một cái. Để ba đi bên bành. Ba thấy như sao? Mát. Nhẹ tay luôn. Mát nhẹ.
thoáng thôi. Mặc áo này là thêm một cái quý chương vàng nữa. Áo này thì nó mát. Áo này nó mát. Đúng rồi, nó mềm. Nó mềm, nó mát, nó nhẹ nữa. Con cũng ăn mặc cái đẹp hơn. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã ủng hộ cho kênh Anyway Man nha. Và đừng quên like, bấm vào nút subscribe, đăng ký ở bên dưới theo dõi các motovlog tiếp theo. Bye bye anh em. Bye bye anh em.